Thực hiện đề án thành phố môi trường, Đà Nẵng đã và đang dành nguồn lực đáng kể nhằm tăng cường năng lực thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt theo hướng căn cơ, bền vững. Trong đó có việc đầu tư các trạm trung chuyển rác thải. Hiện tại thì đã có 2 công trình hoàn thành, song mới có 1 công trình đi vào hoạt động. Trạm trung chuyển rác thải Sơn Trà nằm trên đường Văn Đồn, phường Đại Hiên Đông, đã được đưa vào vận hành đúng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão vừa qua. Công trình được xây dựng trên diện tích 4.000 m2, có công suất ép sát 200 tấn trên một ngày, với tổng mức đầu tư gần 140 tỷ đồng. Qua một tháng vận hành, công trình đã thực sự phát huy hiệu quả. Công tác tiếp nhận sát khu vực Sơn Trà để ép vận chuyển bằng xe kính sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan đô thị, góp phần tăng cường năng lực thu gom, xử lý rác trên địa bàn quận Sơn Trà theo hướng văn minh hiện đại. Rồi, trước đây thời gian đổ một chuyến đi lên Bạc Khánh Sơn á, tầm khoảng 1 tiếng 20 phút, đến khi mà có trạm Sơn Trà nó vào hoạt động á thì thời gian nó rút ngắn rất nhiều, tầm khoảng cỡ 25 tới 30 phút trở lại, đó là sau một chuyến nó rất thuận tiện cho công việc lấy rác bên Sơn Trà này. Trạm trung chuyển rác hiện tại bây giờ hoạt động công suất là 100 tấn, trong tương lai đến giữa tháng 4 là sẽ nâng lên hết công suất là 200 tấn. Là trong quá trình giám sát là về mặt hiệu quả hoạt động rất hiệu quả về đảm bảo về môi trường và giảm cái tần suất vận chuyển giữa các xe lên và rác Khánh Sơn, đảm bảo về tính mỹ quan và kỹ thuật và môi trường thành phố. Trong khi trạm trung chuyển rác thải Sơn Trà đưa vào hoạt động kịp thời và hiệu quả thì trạm trung chuyển rác thải đường Lê Thanh Nghị, quận Hải Châu lại đi trước về sau. Công trình có tổng mức đầu tư trên 162,5 tỷ đồng, công suất khoảng 500 tấn trên một ngày. Tuy đã hoàn thành thi công từ 10 tháng trước, nhưng hiện tại vẫn chưa thể đưa vào hoạt động vì đang gặp vướng mắc. Trạm trung chuyển rác thải tại khu vực đường Lê Thanh Nghị đã được Công an Phòng cháy chữa cháy, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng nghiệm thu vào giữa tháng 1 năm 2023. Tuy nhiên, đến nay trạm vẫn chưa đi vào hoạt động, do chưa lựa chọn được cái đơn vị vận hành thử nghiệm hiện tại. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, ban quản lý chúng tôi tích cực phối hợp với các sở ban ngành, các cái đơn vị liên quan để xúc tiến cái công tác này để sớm đưa trạm vào hoạt động. Được biết hiện tại phương án giá vận hành vẫn chưa được các sở ban ngành thống nhất. Ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ kiến nghị thường trực Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ban ngành xử lý các khó khăn vướng mắc đang gặp phải, nhất là tập trung nghiên cứu xây dựng phương án giá phù hợp đúng quy định để có cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị vận hành trạm trung chuyển rác ở đường Lê Thanh Nghị để có thể sớm đưa vào vận hành trong quý 2 năm nay. Trung bình mỗi ngày, Đà Nẵng phát sinh khoảng 1.100 tấn rác thải. Số rác thải này được thu gom vận chuyển thẳng lên bãi rác Khánh Sơn xử lý thông qua các xe rác từ 5 đến 7 tấn. Để đảm bảo mỹ quan đô thị và hướng đến một thành phố môi trường, Đà Nẵng đã quyết định đầu tư trạm trung chuyển rác giúp thu gom rác trong khu vực trung tâm đô thị, chuyển rác vào các xe trọng tải lớn không phát sinh mùi hôi, nước rỉ, đồng thời giảm tải lưu lượng xe rác, xe vận chuyển thu gom rác chạy trên các tuyến phố. Sau khi đưa vào hoạt động trạm trung chuyển rác thải Sơn Trà và Lê Thanh Nghị, Đà Nẵng tiếp tục triển khai xây dựng thêm 3 trạm trung chuyển rác tại quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn.